Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc phát sóng tối nay gồm những nội dung chính như sau. Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016. Hiến máu nhân đạo đợt 4 năm 2015. Khởi công nhà tình nghĩa cho tặng mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tám. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2015-2016, khó khăn và giải pháp. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 10, tại Hội trường Thành ủy đã diễn ra hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy Lê Hồng Phụng đã đến dự. Hội thi là dịp để các đảng bộ, chi bộ trực thuộc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nêu gương điển hình các tập thể cá nhân tiêu biểu, từ đó mỗi đảng bộ, chi bộ triển khai thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đây cũng là nội dung sinh hoạt quan trọng trong cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Về ý nghĩa hội thi, ông Lê Văn Khoa, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết thêm. Thông qua hội thi này là giúp cho toàn đảng toàn dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức viên chức nhận thức rõ hơn cái vị trí vai trò trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như là cái việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, nhân cách để phục vụ tốt hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tại hội thi, trên 200 thí sinh của 26 đội thi đại diện cho 20 đảng bộ và 40 chi bộ khối đảng, đoàn thể, chính quyền, liên quân các cơ quan hành chính sự nghiệp, quân sự, công an và phường xã trực thuộc thành ủy đã bày tỏ tình cảm qua các câu chuyện kể thấm đượm sâu sắc những phẩm chất đạo đức cao quý của Bác. Cùng với kể chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ, các đội dự thi cũng trả lời các câu hỏi trong bộ 200 câu hỏi do ban tổ chức đề ra liên quan đến thân thế, sự nghiệp, tư tưởng và phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Hầu hết các đội đã có sự chuẩn bị chu đáo, tuy nhiên, do có nhiều đội là liên quân các đơn vị nên gặp khó khăn trong việc liên kết thành viên trong quá trình tập luyện, cũng như phần liên hệ thực tế sau câu chuyện gắn kết với đơn vị. Thì do chúng tôi là đơn vị liên quân, là đội liên quân, gồm có 5 đơn vị, cho nên mà mỗi đơn vị thì có một đặc thù công việc khác nhau. Cho nên cái thời gian để mà tập hợp lại các đồng chí trong 5 chi bộ đó để tập luyện cho cái chương trình này thì cũng có gặp khó khăn. Và thêm nữa là do đặc thù của các chi bộ là không có, mỗi chi bộ có một đặc thù công việc riêng. Cho nên là khi mà kể một câu chuyện về Bác mà trong cái phần liên hệ thực tế bản thân thì cũng gặp khó khăn, tức là khó liên kết. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao cho 10 đơn vị xuất sắc, trong đó đảng bộ cao đẳng, kinh tế công nghệ đạt giải nhất, 2 giải nhì thuộc về đảng bộ khối đảng đoàn thể và đảng bộ khối chính quyền, đảng bộ phường Bà Lao và Lộc Tiến đạt giải ba. Chiều ngày 27 tháng 10, tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khóa 4, nhiệm kỳ 2011-2016. Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội đồng nhân dân có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả. 33 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm là người đại diện của nhân dân, tích cực đổi mới phương thức làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao. Bên cạnh triển khai thành công các kỳ họp, ban hành 62 nghị quyết để quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương, Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc đã tổ chức 22 buổi đối thoại với lãnh đạo Ủy ban nhân dân, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan để theo dõi giám sát các nhiệm vụ được đông đảo cử tri quan tâm như an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường, y tế, quản lý đất đai, hỗ trợ tái định cư, dạy thêm học thêm, bảo hiểm y tế, phát triển hạ tầng đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý internet, phát triển nông nghiệp, khai thác thủy lợi. Công tác tiếp xúc cử tri cũng được thực hiện đầy đủ. Đến nay đã có 20 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, thu thập 1.009 ý kiến kiến nghị về những vấn đề nổi cộm, bức xúc, bất cập tại địa phương. 95% ý kiến cử tri được giải quyết và chuyển các cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại cần khắc phục như hình thức tiếp xúc cử tri vẫn theo định kỳ, chưa tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, nơi cư trú hoặc công tác.
chưa có đại biểu chủ động tiếp xúc cử tri theo nhóm để thu thập ý kiến, kiến nghị chuyên sâu. Việc tiếp thu giải trình một số kiến nghị chưa kịp thời rõ ràng, trách nhiệm chưa cụ thể. Kết quả thực hiện lời hứa sau chất vấn chưa mang lại hiệu quả như mong muốn, dẫn đến nhiều nơi kiến nghị vẹn ảnh còn kéo dài. Đánh giá tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lê Hồng Phụng nhấn mạnh: từ nay đến cuối năm 2015, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 4, chúng ta tiếp tục phấn đấu để thực hiện hoàn thành trách nhiệm của cả nhiệm kỳ, đồng thời thể hiện trách nhiệm trong việc phối kết hợp với các cơ quan, chính quyền và đoàn thể các cấp tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn của thành phố. Đến nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ tiếp theo sẽ bảo đảm được cơ cấu, tiêu chuẩn và tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu, kết quả đã thực hiện được trong nhiệm kỳ qua nhằm hướng tới mục tiêu của toàn đảng, toàn dân là xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố và báo cáo tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố nhiệm kỳ 2011-2016. Sáng ngày 27 tháng 10, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố Bảo Lộc phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Lộc Tiến tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 4 năm 2015. Đợt hiến máu tình nguyện này đã thu hút gần 200 tình nguyện viên đến từ xã Đại Lào, Lộc Châu, phường Lộc Tiến, cán bộ công nhân viên các cơ quan, ban ngành đoàn thể, học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố. Đây là dịp để mọi người nâng cao hiểu biết và ý nghĩa của việc hiến máu, từ đó sẵn sàng tham gia các hoạt động hiến máu do địa phương phát động. Cảm xúc của tôi lúc này thì cảm thấy là rất là vui, thì cũng góp một chút gọi là máu để chung sức với cộng đồng. Em hiến máu lần này lần thứ nhất và em tham gia hiến máu tình nguyện này để đóng góp một phần cho xã hội. Trước đó, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố Bảo Lộc cũng đã vận động nhân dân tham gia 3 đợt hiến máu, thu về trên 600 đơn vị máu, qua đó góp phần hạn chế tình trạng khan hiếm máu tại Bệnh viện 2 Lâm Đồng, kịp thời sẻ chia, giúp đỡ nhiều bệnh nhân đang điều trị sớm phục hồi sức khỏe. Tại đợt hiến máu lần này, các tình nguyện viên cũng đã hiến 109 đơn vị máu. Vừa qua, Trung tâm Nông nghiệp thành phố đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây chè an toàn hiệu quả cho người trồng chè tại phường Bờ Lao. Lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây chè an toàn hiệu quả của Trung tâm Nông nghiệp thành phố đã cung cấp đến người trồng chè những hiểu biết nhất định về các thuốc bảo vệ thực vật dành riêng cho cây chè, hướng dẫn nông dân tuân thủ nguyên tắc 4 đúng về nồng độ, liều lượng thuốc, thời gian cách ly của thuốc, đồng thời giúp người dân nhận biết được một số sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật đăng ký trên cây lúa nhưng lại được bán phổ biến tại vùng chè Bảo Lộc, đặc biệt là thuốc có hoạt chất pribronin dẫn đến việc nông dân sử dụng trên cây chè đã để lại dư lượng vượt mức cho phép. Thông qua lớp tập huấn nhằm hạn chế tối đa việc người nông dân sử dụng thuốc có hoạt chất không được phép sử dụng trên cây chè, làm ảnh hưởng đến chất lượng chè xuất khẩu, dẫn đến việc chè thành phẩm mất giá, không tiêu thụ được tại một số thời điểm nhất định, gây khó khăn cho người trồng chè, ảnh hưởng đến ngành sản xuất chế biến chè của địa phương. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc, phát tại website baoloconline.lamdong.vn. Thưa quý vị và các bạn, Hội Người Cao Tuổi xã Lộc Châu vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020 để đánh giá hoạt động công tác và phong trào người cao tuổi nhiệm kỳ qua và triển khai hoạt động trong nhiệm kỳ mới. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Người Cao Tuổi cấp trên, của Đảng ủy chính quyền địa phương, Hội Người Cao Tuổi xã Lộc Châu đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và con cháu thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Trong phong trào tuổi cao gương sáng, hội đã vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho 8 hội viên vay 154 triệu đồng nguồn quỹ hội để phát triển sản xuất, trao tặng 38 suất học bổng, 3.500 cuốn vở và trị giá 16,5 triệu đồng cho học sinh vượt nghèo học giỏi, tổ chức mừng thọ cho hơn 500 cụ, thăm hỏi tặng quà hơn 1.200 hội viên với số tiền gần 50 triệu đồng, xây dựng 9 căn nhà đại đoàn kết cho người cao tuổi nghèo. Trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư và tham gia xây dựng nông thôn mới, hội vận động hội viên hiến 14.917 m2 đất,
1.405 ngày công làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới, sự tham gia tích cực của hội người cao tuổi trong các phong trào thi đua đã góp phần đưa xã Lộc Châu về đích xây dựng nông thôn mới năm 2014. Nhiệm kỳ mới, hội người cao tuổi xã tiếp tục triển khai các hoạt động như xây dựng tổ chức hội, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phục dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi, đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao gương sáng trong hội viên. Sáng ngày 29 tháng 10, Trường Trung học Cơ sở Đại Lào tổ chức hội thi kể chuyện theo sách năm học 2015-2016. Đây là buổi sinh hoạt ngoại khóa lành mạnh bổ ích dành cho các em học sinh trong nhà trường. Tham dự hội thi, mỗi lớp cử một đại diện kể một câu chuyện tiêu biểu có trong sách. Hầu hết câu chuyện các em chọn kể đều có tính giáo dục sâu sắc, đọng lại trong các em nhiều ý nghĩa để từ đó các em phấn đấu học tập làm theo. Thông qua hội thi, góp phần phát triển phong trào đọc sách báo cho các em thanh thiếu niên, giáo dục truyền thống yêu nước và giúp các em hình thành nhân cách đẹp để làm hành trang mục tiêu lý tưởng trong tương lai. Hội thi cũng là dịp để các em tìm hiểu thêm về những tình cảm cao cả, sự quan tâm và hy sinh lớn lao của Bác, đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thanh thiếu nhi, giúp các em vận dụng những kiến thức bổ ích từ sách, báo vào việc rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, đồng thời góp phần duy trì và phát huy văn hóa đọc trong học sinh. Được biết, Trường Trung học Cơ sở Đại Lào hiện có 17 lớp với tổng số 508 học sinh. Trong năm học 2014-2015, nhà trường là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về công tác đào tạo mũi nhọn với nhiều học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Ban an toàn giao thông thành phố kết hợp với đội cảnh sát giao thông Công an Bảo Lộc tổ chức tặng mũ bảo hiểm cho học sinh khó khăn và chưa có mũ bảo hiểm tại các trường vùng sâu, vùng xa. 100 học sinh các trường tiểu học Võ Thị Sáu, Bùi Thị Xuân, Trung học Cơ sở Hồng Bàng và Trường Trung học Cơ sở Lộc Nga đã được nhận mũ bảo hiểm. Đây là hoạt động thiết thực của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em nhằm hưởng ứng chương trình vận động hỗ trợ mũ bảo hiểm trọn nghĩa đồng bào, ấm tình cha mẹ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Ngoài nhận mũ bảo hiểm, các em học sinh còn được hướng dẫn cách sử dụng đội mũ bảo hiểm, an toàn khi tham gia giao thông, tác hại của việc không đội mũ bảo hiểm khi gặp tai nạn. Qua đó hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm cho các em mỗi khi đến trường hoặc ngồi sau xe gắn máy, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và chấn thương sọ não do tai nạn giao thông gây ra. Được biết, mỗi năm ở nước ta có hàng ngàn trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông. Do đó, hoạt động tặng mũ bảo hiểm cho học sinh nhằm gửi đến phụ huynh và các em thông điệp hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ khi không may gặp tai nạn. Sáng ngày 29 tháng 10, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Đại Lào tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho tặng mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tám tại thôn 7 xã Đại Lào. Mẹ Trần Thị Tám sinh năm 1925, quê quán tại Tam Đa, Phụ Cừ, Hưng Yên, có chồng và con trai là liệt sĩ, hy sinh trong kháng chiến cứu quốc và một người con hiện đang là thương binh nặng loại 1/4. Hiện nay, do điều kiện khó khăn, mẹ Tám chuyển vào ở với con nuôi là ông Nguyễn Ngọc Biểu, thường trú tại thôn 7 xã Đại Lào. Căn nhà tình nghĩa khởi công xây dựng tặng mẹ Trần Thị Tám có diện tích sử dụng 70m2, tiêu chuẩn nhà cấp 4 với tổng kinh phí xây dựng khoảng 100 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa thành phố Bảo Lộc hỗ trợ 30 triệu đồng, Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa xã Đại Lào hỗ trợ 8 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân xã Đại Lào vận động hỗ trợ 60 triệu đồng, bà con nhân dân thôn 7 và một số doanh nghiệp hỗ trợ cát đá xây dựng. Dự kiến căn nhà sẽ hoàn thành vào cuối tháng 11 năm 2015. Được biết, hiện nay mẹ Trần Thị Tám đang được tập thể cán bộ, chiến sĩ, cơ quan, ban chỉ huy quân sự thành phố nhận phụng dưỡng đến hết đời. Sáng ngày 29 tháng 10, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Lộc Sơn đã tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết trao tặng gia đình ông Vũ Văn Hà, thường trú tại tổ dân phố 18. Đây là trường hợp khó khăn được nhân dân tổ 18 Phường Lộc Sơn bình xét đề nghị xây dựng nhà tình thương nhằm ổn định cuộc sống. Căn nhà rộng 56m2, kết cấu nhà cấp 4, tổng kinh phí xây dựng 50 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do bà Cao Thị Kim Dung cùng nhóm từ thiện trường mẫu giáo Ngọc Lan tài trợ. Tại buổi lễ trao nhà, các tổ chức đoàn thể, bà con trong tổ dân phố và một số mạnh thường quân đã trao tặng gia đình một số phần quà thiết thực. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã thông tin về những thuận lợi khó khăn trong năm đầu tiên triển khai chính sách bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên, năm học theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế.
Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi tiếp tục phản ánh một số khó khăn ghi nhận được tại các trường học trong quá trình tổ chức thực hiện, cũng như các giải pháp của ngành bảo hiểm xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trong năm học 2015-2016. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kiểm tra tình hình thực hiện đóng bảo hiểm y tế tại trường Trung học Phổ thông Lê Thị Pha, xã Đại Lào. Đến thời điểm hiện tại của năm học 2015-2016, toàn trường mới chỉ có khoảng 15% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Con số này lại rơi vào các lớp mà học sinh có điều kiện về tài chính tham gia. Trong năm học vừa qua, trường Trung học Phổ thông Lê Thị Pha có tổng số 51% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Mặc dù đến thời điểm luật bảo hiểm y tế mới ra đời, đưa bảo hiểm y tế học sinh sinh viên từ nhóm tự nguyện sang nhóm bắt buộc, nhưng tình trạng vẫn chưa được cải thiện. Tại trạm y tế xã Đại Lào, hiện nay lượng học sinh tham gia khám chữa bệnh tại trạm chỉ đạt con số khoảng 5%. Điều đó nói lên phụ huynh học sinh tại địa phương chưa mặn mà với việc thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm y tế cho con em mình. Ở trạm chúng tôi thì chủ yếu là bệnh nhân đến khám thẻ bảo hiểm, mà trong đó là phần lớn là trẻ em và người có thể hộ nghèo. Tình hình như năm ngoái thì học sinh và người cao tuổi thì được khám ở dưới chúng tôi do được khám trái tuyến. Mà từ tháng bắt đầu từ giữa tháng 1 năm 2015 trở đi thì do luật bảo hiểm có sự thay đổi cho nên tỷ lệ khám trái tuyến không còn, cho nên giảm cái tỷ lệ khám người cao tuổi. Và học sinh thì mỗi năm cũng đăng ký ở trên tuyến trên thì vẫn khám trái tuyến dưới chúng tôi. Nhưng do sự thay đổi đó nên tỷ lệ học sinh khám dưới chúng tôi năm nay giảm hầu như hết. Trường Trung học Cơ sở Phan Bộ Châu, Trung học Cơ sở Phan Chu Trinh hay Tiểu học Lý Thường Kiệt, tình hình tham gia bảo hiểm y tế của học sinh cũng không mấy khả quan. Mặc dù ngay từ đầu năm, những thay đổi của luật bảo hiểm y tế sửa đổi đã được ban giám hiệu nhà trường tuyên truyền trực tiếp đến cha mẹ học sinh và các em học sinh, nêu rõ mục đích tầm quan trọng của bảo hiểm y tế học đường. Nhưng để đảm bảo con số trên 70% học sinh tham gia bảo hiểm y tế là rất khó khăn. Nguyên nhân được nhà trường lý giải là do nhận thức của cha mẹ học sinh về bảo hiểm y tế còn hạn chế. Bên cạnh những hạn chế tồn tại của công tác khám chữa bệnh chưa làm hài lòng người bệnh, khả năng đáp ứng dịch vụ y tế, thủ tục hành chính, chuyển tuyến khám chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm, thái độ phục vụ của y bác sĩ, các ngày nghỉ đối với học sinh thì cơ sở khám chữa bệnh lại nghỉ lúc cần khám bệnh thì đến cơ sở tư nhân, phòng khám ngoài giờ. Do vậy, cha mẹ học sinh không muốn tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh những khó khăn về kinh tế, con nhà khá giả thì chuyển trường học ở các nơi trung tâm thành phố. Về đề xuất của chúng tôi là những cơ sở giáo dục ở trên địa bàn khó khăn, có những cái tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm thấp, chúng tôi có thêm một số cái đề xuất như sau. Thứ nhất là ngành y tế có những biện pháp mạnh, chấn chỉnh cái ý thức thái độ phục vụ của một bộ phận y bác sĩ để nâng cao cái khả năng đáp ứng dịch vụ khám chữa bệnh cho học sinh, sinh viên. Cải tiến cái thủ tục hành chính như là thanh toán bảo hiểm y tế, chuyển viện đối với các trường hợp học sinh có cái nhu cầu khám chữa bệnh. Rồi công tác vận động phối hợp của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chung quanh những vấn đề bảo hiểm y tế của học sinh. Là tham gia bảo hiểm y tế cho con em chúng ta, nhưng không cầu rằng là con em mình phải đi sử dụng cái bảo hiểm y tế đấy. Chứ nhưng không may mà phải một trong 100% đấy, có một con em đi bảo hiểm y tế thì bảo hiểm y tế làm sao đấy, trực tiếp điều trị tận bệnh viện 25 đồng cho con em nó có một cái sức khỏe đảm bảo cho con em chúng em để đi học. Chứ không thể là tham gia bảo hiểm y tế đi qua trạm, rồi lại đi qua trung tâm, rồi đi về đến bệnh viện 25 đồng. Thì chúng tôi rất là lo về cái băn khoăn cho sức khỏe của con em chúng tôi. Cho nên là với cái bảo hiểm y tế này làm sao cho nó cân đối phù hợp, điều trị trực tiếp tham gia tận bệnh viện 25 đồng là chúng tôi hoàn toàn mua bảo hiểm cho con em chúng tôi. Không phải một lời nào để băn khoăn trăn trở về cái sức khỏe đó. Tôi là bây giờ con đi bệnh viện nhưng mà có cái thẻ bảo hiểm, nhưng mà lại không có cái thẻ học sinh. Bây giờ cứ lên bệnh viện khám bệnh thì các bác sĩ thì bảo về nhà trường để đòi cái thẻ học sinh lên thì các bác sĩ mới khám. Thế nên chúng tôi bị thiếu, còn thiếu cái đấy, năm nay phải cái bảo hiểm phải làm thế nào. Hôm vừa rồi họp học sinh thì tôi đã đề nghị với các
thầy cô rồi để cái bảo hiểm cho học sinh, làm sao chúng tôi có bảo hiểm lên phải được khám được ngược ngay. Chứ bây giờ quay về nhà trường mà xin cái dấu này rất là khó khăn cho chúng tôi. Thế đề nghị là năm nay phải có cái đổi mới thế nào để cho cái thẻ học sinh chúng tôi nên có con em đi bệnh viện, chìa ra là khám được luôn. Trong hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2014-2015, triển khai bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2015-2016, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo ngành bảo hiểm xã hội thành phố, các trường học trên địa bàn nghiêm túc thực hiện việc vận động phụ huynh, học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Phấn đấu trong năm học này, 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định. Để làm được điều này, ngành bảo hiểm xã hội cũng như nhà trường cần kết hợp nhiều giải pháp và thực hiện theo trình tự hợp lý. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền trong phụ huynh, cán bộ, giáo viên, thấy được bảo hiểm y tế không chỉ là hình thức đề phòng rủi ro bệnh tật và tai nạn bất thường mà còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tham gia bảo hiểm y tế là trách nhiệm, sẻ chia cộng đồng. Để thực hiện được công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Bảo Lộc thì tôi xin đưa ra một số giải pháp như sau. Giải pháp thứ nhất, đối với cơ quan bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội là tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể cũng như phòng giáo dục và đào tạo thành phố thì hướng dẫn triển khai tới các trường học, chủ động phối hợp với lại phòng y tế các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho học sinh sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế khi ốm đau tai nạn phải điều trị tại các cơ sở y tế. Thứ hai là đẩy mạnh và đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền phù hợp hơn để nhà trường và các bậc phụ huynh thấy được quyền trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình. Đối với lại phòng giáo dục và các trường học thì triển khai và có biện pháp kiểm tra đôn đốc các trường học thực hiện tốt các công văn chỉ đạo của ngành giáo dục, của Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như hướng dẫn liên ngành của Sở Giáo dục Đào tạo và Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng. Ở tại các cơ sở khám chữa bệnh thì phải có cái biện pháp kịp thời chấn chỉnh những hạn chế còn tồn tại qua sự phản ánh của người bệnh cũng như là qua các cán bộ ở các địa phương. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc xin được kết thúc tại đây. Để theo dõi lại nội dung chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập website baoloconline.lamdong.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.